Chiều nay, đoàn công tác quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm làm việc tại lữ đoàn 950 Quân khu 9 nhân dịp dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về và làm việc với một số đơn vị tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Và tiếp đoàn có Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu cùng đại diện chỉ huy các cơ quan quân khu chính và lữ đoàn 950. Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao kết quả các mặt công tác và biểu dương tinh thần đoàn kết của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 950. Nói bật là đơn vị đã kiện toàn biên chế, tổ chức bảo đảm quân số các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt việc quán triệt triển khai mệnh lệnh hướng dẫn huấn luyện chiến đấu, huấn luyện, luyện chiến dịch năm xây dựng đầy đủ kế hoạch tiến trình biểu, soạn thảo giáo án và phê duyệt đúng quy định, tổ chức tập quấn bồi dưỡng cán bộ chặt chẽ chất lượng, điều hành huấn luyện khoa học, chất lượng xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến, tuyến bộ. Công tác giáo dục, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng tạo sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động cho cán bộ chiến sĩ. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường nhấn mạnh, Phú Quốc là địa bàn chiến lược quan trọng, quần đảo, tiền tiêu phía Nam Tổ quốc, do đó cần xây dựng tiềm lực quốc phòng chiến mạnh trong đó lữ đoàn 950 là lực lượng nồng cốt. Thời gian tới, lữ đoàn cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới, gắn với thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dùng trời, dùng biển, đảo. Tham mưu đề xuất giải quyết, xử lý linh hoạt, chính xác, kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác sẵn sàng lực lượng phương tiện cơ sở vật chất tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai quả quạng dịch bệnh xây dựng đơn vị tinh mạnh nền nếp chính quy trang luyện kỷ luật chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội kiện toàn xây dựng cấp quỹ tổ chức đảng trong sạch vững mạnh bảo đảm đầy đủ kịp thời các mặt hậu cần kỹ thuật tài chính cho các nhiệm vụ